Sáng nay, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ họp lần này diễn ra trong 2 ngày để xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến các tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng của tỉnh ủy. Có tất cả 6 tờ trình về dự thảo nghị quyết được trình bày tại kỳ họp. Trong đó, có tờ trình về nghị quyết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, nghị quyết xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Ngay sau khi thông qua các tờ trình, các đại biểu chia thành 5 tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến cho các tờ trình dự thảo nghị quyết. Bên cạnh thống nhất các nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu góp ý một số giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, đề nghị chú trọng đến chất lượng đào tạo nhiều hơn, quan tâm liên kết, hợp tác đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực, khu vực biên giới, dân dân. Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp vào cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2022, ngành giáo dục tiếp tục nỗ lực vượt qua những thách thức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Do đó, Bộ trưởng đề nghị tỉnh cần có giải pháp quyết sách mạnh mẽ hơn để sớm đưa học sinh trở lại trường an toàn. Năm 2022 là năm bù đắp, củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh sau thời gian dài học trực tuyến, đồng thời chuẩn bị kịch bản ứng phó, lâu dài và bền vững. Bộ trưởng nhấn mạnh, Ngoài ra, tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp, tận dụng cơ hội tập trung quản trị điều hành trên nền tảng số, quan tâm rà soát, sắp xếp, bố trí, hợp lý đội ngũ giáo viên hiện có và đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu cầu, quan tâm công tác phổ cập giáo dục mầm non ở trẻ 5 tuổi, kiên cố quá trường học, xã hội quá giáo dục, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập nhân dân. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị địa phương quan tâm hỗ trợ trường Đại học Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trở thành trung tâm phục vụ đổi mới sáng tạo cho địa phương và khu vực. Ông Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chưa đến tham quan và nắm tình hình triển khai thực hiện Trung tâm điều hành đô thị IOC Thông minh tại thành phố Hồng Ngự. Theo đó, Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố đang triển khai thực hiện thí điểm một phòng điều hành và 12 phân hệ về quản lý, điều hành kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phản ánh hiện trường, quản lý không gian mạng, quản lý người cách ly tại nhà do nhiễm COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao IOC thông minh thành phố Hùng Ngự được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại giúp người dân doanh nghiệp có thể tiếp cận các dịch vụ đô thị thông minh một cách nhanh chóng, tiện lợi nhất, giảm chi phí và phiền hà. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo thành phố để nhanh tiến độ hoàn thành các phân hệ còn lại chú trọng công tác truyền thông cho người dân biết để sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề phản ánh liên quan đến người dân doanh nghiệp. Hôm nay, tỉnh ghi nhận 701 ca mắc COVID-19 mới, cộng dồn 41.874 trường hợp. Số ca tử vong trong ngày là 10 ca, cộng dồn 519 trường hợp. Số ca hoàn thành điều trị là 449, cộng dồn 30.272 ca số ca đang điều trị là 11.074 ca, trong đó có 93 trường hợp rất nặng. Hôm nay, Quỹ ban dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp với mục tiêu kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập, phát huy hiệu quả chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng